Tin nóng trong ngày. Thưa quý vị, vào chiều tối hôm qua, ngày 7 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 ca mắc Covid-19 mới và tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 14 tháng 4 đến nay, Việt Nam đã tổ chức đón 1.657 công dân Việt Nam về nước bằng đường hàng không. Theo đó, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức chuyến bay đưa 297 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Ngay sau khi nhập cảnh, toàn bộ hành khách được đưa về cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 5 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có 17 ca dương tính với Covid-19, tất cả đều là người nhập cảnh, đã được cách ly và theo dõi cụ thể. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 288 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó đã có 233 ca phục hồi. Và đặc biệt, trong hơn nửa tháng qua, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới nào do lây nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhấn nút like và subscribe kênh SAN TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.